Từ đầu năm đến nay, Công an huyện Thanh Miện xử lý 29 trường hợp vi phạm an toàn giao thông thông qua hình ảnh từ camera an ninh giao thông và hình ảnh qua nhóm Zalo người dân cung cấp. Trên địa bàn huyện Thanh Miện hiện đã lắp đặt 64 camera an ninh giao thông tại 18 điểm. Thông qua hệ thống camera này, từ đầu năm đến nay, đội cảnh sát giao thông trật tự ghi nhận 20 trường hợp người điều khiển phương tiện vi phạm giao thông. Qua xác minh, đã xử lý 14 trường hợp với các lỗi chủ yếu là không đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô xe máy, không chấp hành tín hiệu đèn giao thông. Đội cảnh sát giao thông trật tự cũng tiếp nhận thông tin hình ảnh 39 trường hợp vi phạm từ nhóm Zalo do người dân cung cấp. Qua xác minh xử lý 15 trường hợp vi phạm chủ yếu là không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông, ô tô chở vật liệu rơi vãi trên đường, ô tô chở người trên thùng xe và đỗ dừng phương tiện không đúng nơi quy định.